Thêm 2 ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 là người cao tuổi, bệnh lý nền nặng. Chiều ngày 19 tháng 6, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo các ca không qua khỏi thứ 63 và 64 có liên quan đến COVID-19 là người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng. Ca thứ 63, bệnh nhân 12151 là nữ 90 tuổi, có địa chỉ tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngày 12 tháng 6, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được điều trị tại cơ sở thu dung bệnh nhân COVID-19 đặt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Fuji Bắc Giang. Ngày 14 tháng 6, bệnh nhân có ho đờm, tức ngực, khó thở nhẹ, người mệt mỏi và được hội trần, chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang. Ngày 16 tháng 6, bệnh nhân mệt mỏi, sốt 39 độ C, thở oxy dòng cao, xuất hiện phù căng cứng cẳng tay trái, xuất huyết dưới da thành mảng, được đặt catheter tĩnh mạch trung tâm bù dịch, dùng thêm kháng sinh linezolid, dolid, meropenem. Ngày 17 tháng 6, bệnh nhân mê sâu, thở gắng sức, được đặt nội khí quản thở máy hỗ trợ, đặt catheter, động mạch theo dõi huyết động, lọc máu liên tục, dùng vận mạch noradrenaline, giãn cơ an thần, nhưng tình trạng bệnh quá nặng, sốc không hồi phục, bệnh nhân không đáp ứng điều trị. Bệnh nhân không qua khỏi lúc 3 giờ 44 phút ngày 18 tháng 6 năm 2021. Chẩn đoán nguyên nhân không qua khỏi: Viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan trên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường Thai 2, hoại tử cẳng tay trái, lão suy. Ca không qua khỏi số 64, bệnh nhân 3866 là nam 67 tuổi, có địa chỉ tại Hà Trung, Thanh Hóa tiền sử ung thư phế quản, di căn xương và màng phổi, theo dõi di căn dưới nhện. Bệnh nhân điều trị ung thư phổi tại khoa nội 2 Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, ngày 15 tháng 5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển tới Bệnh viện nhiệt đới Trung ương. Bệnh nhân được điều trị và theo dõi tích cực, sử dụng thuốc kháng viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu và kháng sinh phổ rộng, điều trị bội nhiễm. Tuy nhiên, bệnh nhân đáp ứng điều trị kém, tình trạng suy hô hấp tiến triển tăng, phải tiến hành can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy ngày 31 tháng 5. Bệnh nhân tuy được hồi sức tích cực, chăm sóc toàn diện, nhưng tình trạng tổn thương phổi không cải thiện, nhiễm trùng tiến triển nặng dần, rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn. Bệnh nhân tiên lượng không qua khỏi cao, được hội trần bệnh viện và trao đổi với người nhà tình trạng bệnh, gia đình xin chăm sóc giảm nhẹ. Bệnh nhân không qua khỏi vào 0 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6. Trần đoán nguyên nhân không qua khỏi, viêm phổi do sát COVID-2, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm nấm candida xâm lấn trên bệnh nhân ung thư phế quản trái giai đoạn 4, di căn màng phổi và xương. Như vậy, ở đợt dịch thứ tư này đã có 29 ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19, trong đó đa phần là các ca bệnh tuổi cao, có bệnh lý nền lâu năm như ung thư, ung thư di căn, cầu sống, thận nhân tạo, viêm gan. Tổng số trường hợp không qua khỏi liên quan đến Covid-19 ở nước ta kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện đến nay là 64 trường hợp.